Rồi ok, à, trong video này thì chúng ta sẽ bắt đầu lại bài tập tiếp theo ha Rồi, à, thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái bài tập đó là một cái nút, một cái nút vặn ha Một cái nút vặn với cái uh, với, với cái họa tiết như thế này Rồi, thì ok, <laughs> nhìn sơ qua thì chúng ta có thể thấy là nó có thể thực hiện được bằng uh, hai cách Đó là một là chúng ta sẽ chút như bình thường, hai là chúng ta sẽ xài Revolve thì dù có xài chút hay sài thì chúng ta vẫn phải um, có thêm cái uh, uh, cái cắt ở chỗ này ha à. Rồi ok thì bây giờ mình sẽ uh, dựng hình cái này lên bằng sketch lẫn 3D luôn ha à. Rồi ok thì cái này nó lấy ở cái trang đó là studygetcam com để bạn có thể vô cái trang web đó để các bạn xem nhiều cái uh, 3D khác hay để cũng có bài d cũng có thì các bạn có thể vô đó thì nó có rất là nhiều bài tập để các bạn làm ha rồi ở đây mình chia sẻ trang ấy luôn ha chứ mình không có nói này là tài liệu của mình Và tất nhiên là mình không có đủ thời gian để mình ngồi mình làm ra những cái này đó cho là mình sẽ lấy của những uh, mình sưu tầm trên mạng được hay gì đó thì mình sẽ chia sẻ link cho các bạn Và các bạn cứ vô đó để tăng cái uh, gọi là cái cái truy cập cho người ta cái công sức của người ta làm ha rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một cái file pack mới ha <laughs> rồi lần này mình sẽ đi theo cái hướng đầu tiên, tức là mình sẽ dựng cái lệnh extrude trước, được chưa? mình sẽ làm cái extrude trước, rồi thì đối với cái extrude thì có nhiều bạn sẽ bảo là bây giờ các bạn sẽ vẽ cái cái đường tròn ra, rồi xong sau đó các bạn sẽ định vị cái tâm 15 này. Như các bạn sẽ sử dụng circular button để các bạn chọn ra là khoảng 1 2 3 4 5 6. 6 cái hình tròn với cái hình tròn tổng. Rồi sau đó các bạn sử dụng là select tool để các bạn chút Rồi thì nó sẽ là như thế này. Đó. Rồi, đây là cái phương pháp ha. Phương pháp cũng như là cũng là một cái bước thôi chứ không gì hết. Rồi, coi tôi có phi 80 nè, phi 94. Bây giờ dùng bút thước ha. Đây là 80. Rồi, chúng ta có thêm một cái nữa là 94 Rồi, 94 thì nó là satellite Đúng không? Rồi uh, trong đây thì chúng ta sẽ thấy là cái uh, Cái điểm tròn mình sẽ lấy theo cái này nha Tại vì cái này thì nó dễ fully define hơn Còn lấy ở chỗ này thì tốn thêm cái công Rồi các bạn sẽ cho nó góc bao nhiêu độ Chứ không là nó không fully define thì Mốt nó sẽ chạy lung tung lung tung Trong cái đường tròn này thì các bạn khó quản lý ha rồi thì mình sẽ vẽ ra một cái center line từ tâm cho tới tới cái đầu của cái đường tròn chính tự này đó các bạn sẽ vẽ một cái đường tròn là phi r 15 là phi 30 đúng không đó rồi chúng ta sẽ sử dụng là circular pattern chọn vào đường tròn chúng ta nhập giá trị là 5 equal basing và dimension angular basing đó dimension radius rồi được chưa rồi ok rồi đoạn này thì mình cho nó thẳng hàng là được đây còn mấy cái đoạn này nó chưa có thẳng hàng là các bạn thấy các bạn rê chuột ra bạn thấy có một đường chéo đúng không cái đường này nè đó thì mình kéo cái đường này về tâm là được rồi xóa cái bốn bảy này đi ok chưa được ha dễ ha rồi đó là các bạn sử dụng gì các bạn sử dụng lệnh extrude À, ở đây uh, nó phân ra các dùng khác nhau cho nên mình có quyền sử dụng là Select Contour để mình chút lên à, và Ở đây mình sẽ chút là độ dày của nó là bao nhiêu Độ dày của nó đang là 20, mình sẽ chốt lên 20 được chưa? được chưa chưa Rồi sau đó mình uh, chọn một cái mặt bất kỳ nào đó mình Tạo một cái sketch, mặt trên mặt dưới cũng được Rồi các bạn chọn cái phi đó là bao nhiêu Đây trong đây nó có để cái phi không Ờ uh, không à đây, 40 nè. Được chưa? 40. Champion uh, 4. Rồi, còn cái lỗ gì đó thôi chúng ta tính sao? Ờ uh, 40 nè. Rồi, Tại chút ra là 10 đúng không? 10. À không, sorry, chữ ra 40 luôn tại vì đoạn uh, 20 luôn chứ, sorry. Rồi mình sẽ champer là 4 nhập 4 vô rồi nhớ li review để mình xem giá trị trước ha Đấy, ok rồi tiếp theo đó là mình sẽ đục lỗ đó, đục lỗ rồi đục lỗ tới đoạn là 10 25 thì cái lỗ thì các bạn có thể sử dụng lệnh uh, ribbon cũng được Ha, thì cái đầu nhọn này thường cái đầu nhọn của cái cái mũi này thường nó sẽ rơi vào khoảng 118. Ha, nó khoảng vào độ 118. Rồi thì chỗ này chúng ta sẽ dùng cái mặt uh, chuẩn của mình là mặt line right hay là mặt ron gì cũng được tại vì nó đang nằm giữa cái khối mình rồi. Mặt nào cũng ok hết. Để cho mặt ron đi ha. Rồi, sau mình sẽ vẽ ra một cái uh, đường line từ đây lên tới đây, kéo qua đây, kéo xuống dưới đây như thế này. Rồi, đoạn ở đây thì mình sẽ cho đó là 25, 25 là cái độ này nè. Rồi, à khi mười thì cái đoạn này phải là năm đúng không? năm À, rồi, còn chỗ này thì nó sẽ là 118 chi đôi, rồi nhập vô 118 chi đôi luôn. À thì nó ra cái này. Rồi sau đó mình sẽ dùng uh, revolve cut, đúng không? Mình dùng revolve cut mình xoay quanh cái này ok rồi mình sẽ có một cái lỗ được chưa rồi tiếp theo là mình tạo cái lỗ này trên mặt ron rồi thì cái lỗ ngược ở đây nè cái lỗ này nè mình sẽ phải tạo trên mặt gì mặt rai đúng không tại vì nó vuông góc mà nó vuông góc mà hoặc là các bạn có thể tạo trên mặt này luôn cũng được không sao hết Đó, tùy thôi để mỗi người chỉ có một cái cách khác nhau ha đây mình sẽ chọn cái này luôn rồi mình lại tiếp tục vẽ một cái đường rai ra rồi mình coi coi là nó nhiêu nó là 30 chứ nó không nằm chính giữa nha, 30. Rồi cũng chéo như vậy. chéo cái đây. Kéo xuống cái đây. Rồi, uh, giá trị ngay đây thì uh, nó chỉ là ăn vô thôi, mình không biết chính xác là ăn bao nhiêu, đúng chưa? Cho nên là mình sẽ sổ cái mũi tên ở lộn sổ cái cái hình như đây nè. Đây, cái cục này cái này nó kêu là display uh, style thì các bạn sẽ chọn cái mục mới là thấy được cái đường khuất này, nếu này mình sẽ thấy được cái đường ở chỗ này, rồi, nhiệm vụ của mình đó là mình uh, kéo cái đoạn này nó đụng vô cái cái cạnh này là ok, à. rồi nó là tám cho nên là cái đoạn này mình sẽ là bốn, cái này sẽ bằng là vẫn là một trăm mười tám chia hai ha, rồi uh, đoạn tâm tâm thức nghĩa là ở đây từ đây mà mình kéo lên là 30 thì mình kéo từ đây từ đây tới cái góc này là 30 Rồi chưa sau rồi sau đó mình cũng uh, đi revolve kết nhưng mà nhớ là chỗ này là đường tròn cái này đang là đường hình trụ hình trụ nha hình trụ cho nên nếu mà bạn để dính ở đây nè là có khả năng á đây xoay lại ha đó có có khả năng á khi mà bạn xoay á xoay như thế này nè đó thì nó bị bị lõm như thế này nè đó không vấn đề hết miễn sao nó nó có cái cái lỗ cho mình là ok rồi ở các cái lỗ như thế này đó được ha rồi Rồi các bạn sẽ đừng có thắc mắc là tại sao uh, cắt thì nó có lỗ thì đương nhiên rồi Tại vì các bạn cắt vô đường trụ mà thế nào nó cũng bị lõm như thế này được chưa rồi ok còn lại là chúng ta làm gì chúng ta sẽ fill đối tượng à, chúng ta sẽ fill uh, uh, Fillet bao nhiêu đây fill r năm rồi là 5. Ok, thì bây giờ chúng ta chọn Red Chúng ta nhập giá trị là 5. Đó chúng ta sẽ chọn cái mặt nha, chọn cái mặt. Đó, chọn cái mặt. Rồi. Rồi trong trường hợp này là cái mặt này nó sẽ dính luôn cả cái đường dưới. À, cái đường dưới của mình có không? Cái đường dưới thì theo hình là nó không có. Rồi cái đường dưới nó không có mình không có chọn mặt được. À, mình không có chọn mặt được. Trong trường hợp này mình sẽ chọn cạnh. Và sau đó mình sẽ chọn cạnh rồi á thì các bạn sẽ uh, làm thao tác cho mình là cái cạnh này ha chọn cái cạnh rồi ok các bạn sẽ để nguyên cái cạnh đó thì các bạn sẽ ra chuột lên trên cái bóp á mình sẽ chọn đó là cái dạng đầu tiên thì nó sẽ quét hết tất cả các cạnh liền kề với cái này rồi mình lấy ok mình sẽ có được cái sản phẩm như thế này được chưa đó và sau đó mình sẽ cho nó là vật liệu Vật liệu thì trong hình đó là Nó cũng không để ý vật liệu gì Nhưng mà trong hình thì mình thử ha Thì nó chắc có lẽ nó sẽ là liên quan tới Cast alloy steel hoặc là land carbon steel đó Kiểu kiểu nhám nhám như vậy đó Nói chung là nó là dạng đúc Đúc khung cát ha. Rồi đó Thì nó sẽ ra cái hình thái như thế này Thì đây là cái cách đầu tiên cách mà chúng ta sử dụng là extrude và sử dụng revolve cut. Ở cách thứ hai thì các bạn sẽ làm ngược lại, các bạn sẽ làm là uh, trước rồi sau đó các bạn sẽ dùng uh, đường tròn để sâu lên nó đi. Rồi nhưng mà cái cái sketch này nè. Cái này mình sẽ gặp một cái trường hợp bất lợi. Đó là giả sử như bây giờ mình tăng cái số lượng này lên thành thành ta 7 đi. Cái này nó tăng lên là ok này đúng không? đó nhưng mà cái có điều là gì mình sẽ tốn cái bước đó là mình phải chạy vô trong sketch để mình đổi đó mình đổi mình tạo trong sketch mình đổi bạn nào mà xài phiên bản thấp đó, thì bạn phải vô còn những ai mà xài phiên bản cao đó, thì các bạn sẽ vào trong đây các bạn nháy đúp vô cái số 7 này thì các bạn đổi được đó. rồi ok chưa rồi còn cái uh, lệnh revolve tạo bằng cái lệnh revolve thì cái bước này nó không có dùng chung được bạn phải tách ra là bạn sẽ tạo ra cái đoạn Revolve ngay đây, xong rồi bạn quay lại mặt bằng, mình vẽ ra những cái đường tròn Socola đó rồi bạn cắt bằng đường tròn nó mới được. ha, rồi chưa, rồi, ở chỗ này mình quay lại năm ha. rồi, thì bây giờ mình sẽ quay lại với lại cái cái phương án đó là uh, mình sẽ dùng là Revolve đầu tiên là mình sẽ vẽ đại khái ha, cái bước đi thôi nha mình không có chú tâm tới cái kích thước ha. Rồi, mình sẽ sử dụng lệnh thoát lệnh đi nha. Đối với ribbon thì các bạn có thể thoát lệnh hoặc là các bạn để luôn cũng được không sao. Nhưng mà khi mà chọn á thì chọn cái trục nè. Thì chọn cái trục bên đây nha, chọn cái trục dọc. Đó. Nó ra được cái mình mong muốn rồi đúng không? Thì trên cái mặt trên tròn này nè, chứ cái mặt ở trên nè, các bạn sẽ tạo một cái sketch mới và sau đó các bạn sẽ định vị cái đường R15 đó của mình à, Mình cụ thể là bằng cái đường này đi Rồi, sau đó các bạn chọn số color sketch Rồi các bạn sẽ nhập số vô là 5, 6 gì đó Các bạn uh, click OK Rồi Đó, nhớ là cái điểm này nó phải nằm trên đường tròn mà nó nằm uh, Cái tâm á, cái tâm nó phải nằm trên cái đường tròn là điều đầu tiên Thứ hai là cái tâm này nó phải thẳng hàng với lại góc tọa độ của mình. Đó như vậy mới đảm bảo nha còn nếu như để này thì nó, nó nó, chưa đảm bảo lắm rồi mình thiếu kích thước ha thước 30 nè ok rồi sau mình uh, chút cách uh, nãy mình là uh, mình mình chỉ cái kia là mình chỉ có một lệnh đó là chút cái lệnh nó ra luôn còn cái này là mình phải dùng mình chút cách và để mà đảm bảo là mốt mình thay đổi cái độ dày thì nó sẽ chạy theo mình luôn thì mình sẽ chọn là up to surface uh, sẽ chạy theo rồi ok còn mấy cái này mà các bạn không không nắm rõ thì các bạn xem lại những cái video trước các bạn hiểu ha rồi đó rồi tới bước này là giống với lại cái cũ rồi tới bước này là giống là cái cũ thì các bạn cứ đi theo cái cũ hay là chút cách chút cách rồi sau đó violet à, jumper rồi à, ra yeah. được chưa ok ha được rồi tạm thời mình xóa này đi để mình nói những cái vấn đề bên kia nhá. Yeah. À, đối với cái uh, phương án này nè. Thì cái này mình sẽ kêu uh, mình không phải là kêu nữa mà cái này các bạn tự nhận định nó. Nó là cái gì? Đó là chúng ta sẽ tổng hợp tất cả các sketch lại. Hay nói đúng hơn là tổng hợp tất cả các uh, hình hình thái, trạng thái hoặc là hình dáng của sản phẩm vào trong một cái sketch. À, hay nói cái khác là mình sẽ dựng tất tần tật mọi thứ có liên quan tới sản phẩm vào trong cái sketch này. Đó. À ghế này nó sẽ nắm chủ giờ các bạn có cần stream không 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 cần stream không cần stream là bây giờ nếu như mà các bạn stream á là cái này nó sẽ khó hơn nữa sau này thay đổi là rất là khó ví dụ bây giờ mình stream ha giờ mà stream đầu tiên là stream được nè stream ở đây được nè stream ở đây được nè. đây được nè đây được nè đây được nè đó ở đây cũng được ở đây cũng được nhưng mà tốn thời gian không quá tốn thời gian luôn ngồi stream quá trời quá đất luôn stream quá trời quá đất luôn nhưng mà không được stream cái này nha bạn chim đường này luôn là nó không có đen nữa nó mà nó xanh và lúc đó các bạn đèn buộc nó sẽ khó hơn rồi đây một cái nữa chưa được chưa nó vẫn đen đúng không rồi mình uh, vẫn tạo khói bình thường nhưng mà bây giờ nếu như bạn tăng cái số lượng này lên thành sáu bảy tám đó thì lập tức nó sẽ bị sai lệch ngay chỗ này rồi vậy thì khi chút thì chút nó sẽ xảy ra lỗi lỗi dưới đây đó à, lỗi dưới đây thì chúng ta cái này là cái màu vàng vàng này hoặc là màu đỏ thì nó sẽ có nghĩa là nó bị lỗi và khi mình rê vô nó sẽ có một hình tam giác Để cảnh báo là à, cái đường này hoặc là cái gì đó cái vấn đề của cái lệnh này là cái gì thì mình sẽ bắt buộc mình phải sửa nếu như mà mình không sửa thì sản phẩm nó sẽ ra như này nó có chỗ thì phiêu có chỗ thì không đúng không rồi vậy thì mình phải vô trong cái lệnh này mình chọn là edit feature để mình sửa lệnh thì sửa lệnh thì bạn sẽ thấy những cái đường màu đỏ đỏ nè đây là những cái đường mà nó bị mất hoặc là nó ghi là missing at thì nghe là những cái cạnh mà nó không nó nó bị bỏ lỡ hoặc là cái cạnh này sau khi mình thay đổi thì bị bị mất đi thì mình phải chọn lại cạnh đó chọn lại cạnh được chưa vậy thì đối với cái việc chim ở trên đây ok cái việc chim này nếu mà các bạn làm quen với lại cái thao tác bên AutoCAD á thì không sao nhưng mà thì khúc 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 dưới đây nè khúc dưới này chỉnh thì hơi mệt nha ha à, còn nếu mà ban đầu mà các bạn đã làm theo AutoCAD rồi đó, thì ok nó vẫn ổn nó vẫn ok được rồi nhưng bây giờ mình lấy cái ví dụ đó là những cái đối tượng này nó không có bằng nhau tức nghĩa là nó không có chia đều cho ba trăm sáu mà nó chia đều cho một con số nào đó hoặc là nó không hề chia đều nó nằm ngẫu nhiên đó có những chi tiết nó nằm ngủ như vậy thì việc các bạn trim như vậy nè thì nó sẽ thứ nhất các bạn thấy là trim tốn thời gian đúng chưa thứ hai là nó sẽ liên đới tới những cái lệnh ở dưới đó cho là lúc mà dựng hình đó mình chỉ dựng những như, như các bạn thấy là mình chỉ dựng những cái đối tượng nào mà dễ dễ đơn giản bình thường là mình dựng thôi còn trim triết đồ đó thì mình hạn chế mình không có trim vô À, hạn chế nha chứ không phải là cấm tuyệt đối là không được trim không được là xài modify gì nha à, cái này chỉ là hạn chế thôi đó, như thế này tức là mình chỉ vẽ dễ... đây là đường tròn đây cũng là đường tròn rồi chỗ này cũng là đường tròn cái này là đường tròn có áp dụng cái ba tầng vô thôi đó thì mình ra kết quả nó nhanh hơn hỏi ra kết quả nó nhanh hơn nó đúng hơn và khi sửa đổi thì những cái thằng ở dưới đây nó cũng sẽ tự động cập nhật theo được ha rồi cái mục đích của mình dựng 3D là như vậy mục đích của mình á học sketch là để dựng 3D một cách nhẹ nhàng. Không tốn quá nhiều sức. Có thể là nó dài dòng. Có thể là lúc ban đầu các bạn làm nó sẽ dài dòng. Nhưng mà nó sẽ là rất là đơn giản để thực hiện. Chứ không cần phải ngồi cực thân như AutoCAD là phải ngồi phải dream, 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 cắt, kép, tùm lum ha Mình cứ vẽ ra những cái lệnh đơn giản rồi mình để chốt rồi mình xử lý tiếp. Đó. Thì đó là cách phần mềm 3D làm. Nó không có đẩy nhanh cái tốc độ xử lý cái bản vẽ của mình lên. Nhưng bù lại nó sẽ giúp cho mình nhẹ nhàng hơn trong việc tạo ra sản phẩm. Đó, nhẹ nhàng hơn trong việc tạo ra sản phẩm. Và nó sẽ giúp bạn đạt được một cái mục tiêu nho nhỏ nào đó. Thì nhiều mục tiêu nho nhỏ các bạn đạt được thì các bạn mới có động lực để các bạn làm được cái mục đích lớn ha còn AutoCAD là nếu mà không xử lý kịp là nó không có ra cái gì hết nó cũng không ra được một hình chiếu đó, nhiều khi hình chiếu ra được rồi nhưng mà nó sai thì cái cũng đôi lúc cũng sẽ làm các bạn nản nhưng đối với cái file 3D này thì các bạn dùng những lệnh cơ bản để có dựng lên thì chắc chắn nó sẽ ra được những cái hình khó các bạn mong muốn và nó gần như độ chính xác nó rất là cao đó thì thông qua cái hình này các bạn sẽ thấy được đó. rồi một sản phẩm 3D thì chúng ta có rất là nhiều cách để dựng hình. Bạn xài cách A, người kia xài cách B. Cách nào cũng như nhau. Và không có thể nói là à, cách A nó hay hơn cách B. Hay là cách B nó hay hơn cách A. Hay hay không đó, là do người dùng. Người ta dùng trong cái trường hợp của người ta. Người ta dùng trong cái môi trường của người ta. Người ta dùng trong cái công ty của người ta. Người ta, người ta. Người ta cảm thấy cái cách đó nó tối ưu cho cái công việc của họ thì họ thực hiện thôi à, cái cách bạn có thể là nó nó hay nhưng mà nó hay đối với bạn thôi chứ người khác cảm thấy là nó không phù hợp cũng có ha Nên là chúng ta học càng nhiều cách càng tốt à, biết được nhiều cách càng tốt biết được nhiều lệnh càng tốt và biết um, tư duy để nhận biết ra những cái đó thì khi mà đọc vô khi mà dòm vô cái hình này thôi dòm vô cái hình này thôi là các bạn phải biết làm gì với nó rồi rồi sau đó các bạn sẽ đi qua đọc cái số nữa là các bạn có thể dừng hình được. Đó là cái trạng thái đó, chúng ta cần cái 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 cái, 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 cái mức độ nhạy bén như vậy. Rồi, chứ không phải là đợi tới khi nào mà nói ô này vẽ tới đâu, dòm tới đâu, vẽ tới đó như AutoCAD là chết. AutoCAD nó chỉ là mặt bằng, mặt đứng, mặt cạnh và cái mặt này là mặt 2D các bạn rất là dễ chỉnh. Nhưng hàng số đất này là nó tới là mặt 3D, nó tới 3 chiều lần. Vậy nó là một file 3D hoàn chỉnh đó cho nên là cái mức độ của nó phức tạp hơn đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ ra những cái cách ban đầu để chúng ta đi cho nó đúng à rồi thêm một cái nữa là cái cách ban đầu của bạn đó, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái hậu quả sau này à, có nghĩa là sao có nghĩa là bạn muốn là a à, bạn biết bạn nhòm vô bạn biết à, sản phẩm này và sau này nó còn thay đổi nhiều thứ nữa thì mình sẽ có cái cách khác hoặc là sản phẩm này dễ chỉ để tạm thời cấp tấp quá hấp hấp gấp quá rồi không thể nào mà ngồi vẽ kỹ được sản phẩm này phải vẽ tạm thời thôi và sản phẩm này cũng chỉ dùng có một lần thôi thì mình sẽ có cách gì khác đó còn sản phẩm này gửi cho khách để khách xem rồi để báo giá này kia nọ thì chúng ta sẽ có những kiểu khác ha mỗi một cái nhu cầu khác nhau thì chúng ta sẽ có cách khác nhau thì khi các bạn gặp nhiều cái trường hợp đi làm nhiều gặp nhiều vấn đề thì các bạn mới có nhiều cách còn nếu như các bạn coi trên mạng đồ á coi youtube coi trên một cái video nào đó hoặc là một cái kênh nào đó thì họ sẽ có rất là nhiều bài tập đúng không họ sẽ có rất là nhiều bài tập để cho các bạn làm nhưng họ chỉ có một cái phong cách thiết kế thôi họ à, cái cách thiết kế của họ sẽ có thể là ở một một một, một số mô đồ sẽ có những cái cách khác nhau nhưng mà các bạn xem kỹ đi Các bạn để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy là Họ sẽ luôn luôn có một cái Phong cách dựng hình Giống nhau, giống nhau, giống nhau, giống nhau cho tất cả các file Thì cái đó gọi là Cái thói quen của họ thiết kế 3D Cái thói quen họ thiết kế 3D Và chúng ta thì chúng ta nên Theo mình nha Đối với những bạn mới thì theo mình thì các bạn nên Tìm hiểu càng nhiều cách càng tốt Cứ trải nghiệm qua nhiều cách thì các bạn mới phát hiện ra được là sẽ có ít nhất là khoảng hai đến ba cách phù hợp với mình rồi hai đến lấy hai đến ba cách hoặc là bốn năm cách đó các bạn áp dụng vào trong công việc của mình thì bạn sẽ tìm ra được thêm ít nhất là 30% trong tổng số cách đó phù hợp với các bạn ở và cuối cùng thì các bạn sẽ chọn được một hoặc là hai cách nó phù hợp với công việc của mình đó rồi tại sao chúng ta nói về, về cách dựng hình đó, cách dựng hình nó sẽ quyết định được rất là nhiều thứ trong đó có hiệu năng công việc của các bạn hiệu suất làm việc của các bạn đó được chưa rồi ok ha thì thông qua cái bài này các bạn thấy là dựng hình là chúng ta sử dụng gì những cái lệnh đơn giản thôi nha sử dụng những cái lệnh đơn giản từ bài đầu cho tới bài này là bài thứ hai rồi mình đều sử dụng những lệnh đơn giản để giúp cho các bạn dễ hình dung là được nó đúng không cái hình này nó cũng không phải là khó nó cũng chỉ bình thường thôi nó là một hình chữ nhật là thêm một cái hình tam giác ở trên thôi nếu các bạn phân tích nó ra ha được ha rồi còn sketch mà chúng ta học nhiều lệnh. Học nhiều lệnh là để chúng ta có thể xử lý được nhiều biên dạng khác nhau chứ không phải là học nhiều lệnh là chúng ta sẽ phải vẽ một cái sketch phức tạp. Không có nha. Dựng 3D là sketch nó phải đơn giản. Chỉ có cái lệnh 3D nó nhiều và nó phức tạp thôi. Còn lệnh sketch thì luôn luôn là lệnh đơn giản để đạt hiệu quả tốt nhất và hiệu năng cao nhất cũng như là cái hiệu suất làm miệng nó ổn định. Đó. Thì những cái sketch là mà tổng hợp bởi những cái đường đơn giản thì lúc nào nó cũng sẽ dễ chỉnh hơn là những sketch nó có những cái biên dạng phức tạp khó điều chỉnh được ha rồi